Người dân nơi đây đã nhiều lần kiến nghị các ngành chức năng ưu tiên đầu tư nâng cấp sửa chữa, thế nhưng việc tu sửa vẫn dậm chân tại chỗ. Tuyến đường này dài khoảng 6 km đã được láng nhựa từ nhiều năm trước. Tuy nhiên hiện nay, mặt đường đã hư hỏng khá nặng, xuất hiện hàng trăm ổ voi, ổ gà lớn nhỏ khắp mặt đường. Người dân ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh phải mất gần 1 giờ mới có thể di chuyển qua hết tuyến đường này. Là tôi ở đây từ cái hồi năm 70 tới ngày hôm nay, là cái đường này thì thấy ra cũng có sửa vài lần mà đắp giá bị bạ thôi, mà làm rồi cũng vẫn hư hoài. Thì thấy đường hư, rồi nắng thì bụi, mưa thì nước ứ. Nói chung ở đây dân ai cũng muốn làm lại cho đường cho khô ráo sạch sẽ vậy. Thực tế cho thấy, tuyến đường liên huyện đi từ ngã ba xã An Thạnh, huyện Bến Cầu đến ba xã phía Tây, huyện Trảng Bàng có nhiều đoạn bị lồi lõm, đất đá dương dãi khắp mặt đường. Do những ngày mưa lớn, các ổ voi, ổ gà này biến thành ao sâu, khiến việc di chuyển của người dân càng gặp nhiều khó khăn, nhất là các em học sinh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị tai nạn giao thông. Với góc độ chính quyền địa phương thì chúng tôi cũng thường xuyên, cái thứ nhất là cũng vận động bà con dân, cái những cái phần nào mà nó trước cửa nhà mình thì cũng nên giảm giá trở lại để tạo điều kiện cho nó dễ dàng trong quá trình tham gia giao thông. Và bên cạnh đó cũng thường xuyên nhắc nhở coi như là người tham gia giao thông á, thì cũng phải lưu ý để khỏi phải tránh ra những cái tai nạn giao thông đáng tiếc do cái đường nó quá xấu để nó xảy ra. Đây là tuyến đường huyết mạch phục vụ chính cho nhu cầu đi lại và phát triển của ba xã phía Tây, huyện Trảng Bàng. Người dân ba xã mong muốn tuyến đường này sớm được nâng cấp sửa chữa để phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực này.